Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Chỉ có một mình Thiên Chúa hiệu triệu. Chúa cho con người làm chủ muôn loài Ngài đã dựng nên. Tuy nhiên, dù sống trong sung sướng và đầy đủ, Adam vẫn cô đơn vì không có người kết hôn, chia sẻ niềm hạnh phúc với mình. Thiên Chúa thấu hiểu tâm hồn Adam. Ngài phán: Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Thiên Chúa không? Đảm bảo thật 100% với cô luôn.
Chúa đã chọn Abraham làm tổ phụ dân riêng của người và hứa ban cho họ miền đất chảy sữa và mật.
Nhưng con cháu Israel đã không trung thành với tình yêu của Chúa, và hậu quả là họ phải lang thang nơi đất khách quê mình và nô lệ bên Ai Cập. Chúa lại đứng chứng kiến, người đã gọi Môsê để lãnh đạo và giải thoát dân người ra khỏi nô lệ. Khi Môsê đi chăn chiên cho nhà cậu, ông nhìn thấy một bộ gai bốc cháy trong đám lửa mà cây chẳng hề cháy xém. Thấy điều kỳ lạ, ông tiến lại gần xem. Bộ cây trông lạ quá, mình phải đến xem thử mới được. Môsê, hãy cởi dép ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Thưa ngài, ngài là ai? Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Tiếng kêu của chúng đã thấu đến tai ta, và ta sẽ giải thoát chúng. Người hãy đến trước mặt Pharaoh mà đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Không được đâu thưa ngài. Con là ai mà dám lẫn đẻo một dân đông đúc như vậy? Xin ngài cứ xa ai khác đi thì đi. Người cứ đi, chính ta sẽ ở với ngươi. Nhưng con không phải là một kẻ có tài ăn nói. Ta sẽ sai Aharon đi cùng ngươi, nó sẽ là phát ngôn viên của ngươi. Vâng, thánh ý ngài, con xin thực hiện. Dù biết mình kém cỏi, Môsê vẫn vâng lời Thiên Chúa, lãnh đạo sứ mệnh lãnh đạo dân. Ông cùng Aharon đi gặp Pharaoh, nhưng lòng Pharaoh đã là chai đá và vua không để cho dân. Chúa ở bên Ai Cập khi còn ngồi với nồi bánh thịt và ăn bánh thể thuê. Đúng vậy, ông ấy dẫn chúng ta ra khỏi đó để làm gì? Để mọi người phải chết đói cả lũ ở đây.
lệnh Chúa, con phải làm gì đây? Phải chăng con không nhận lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng dân này lên vai con? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó đang quá sức con. Này, đừng lo lắng Môsê, ta sẽ cho bánh từ trời mưa xuống cho dân chúng ăn mỗi ngày. Ta muốn thử lòng chúng xem chúng có tuân theo lời ta hay không. Anh em của tôi ơi, hãy lại đây nghe tôi nói. Đức Chúa ban cho anh em chiều có thịt và sáng có bánh để ăn no nê. Còn tôi và Aaron đây, chúng tôi có là gì? Không phải anh em kêu trách chúng tôi, mà là anh em kêu trách Đức Chúa. Chúng tôi xin lỗi ông Môsê, chúng tôi đã xúc phạm đến Chúa. Xin ông cầu xin cùng Đức Chúa cho chúng tôi. Nhờ lời cầu nguyện của Môsê, Thiên Chúa ban manna và chiên cút để nuôi sống dân người, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa. Vậy mà một lần nữa dân Israel lại bội ước, quên đi những kỳ công Thiên Chúa đã làm để giải thoát họ. Trong 40 ngày Môsê lên núi Sinai diện kiến Thiên Chúa, tại đây ông lãnh nhận 10 điều răn và kết giao ước với Chúa, thì dân chúng nổi loạn. Họ đòi thờ lại một vị thần mới do chính họ tự tạo ra. Bị dân chúng kỳ kèo, ông Aaron đã chiều lòng họ mà đúc một con bò vàng để họ tôn nó làm thần. Này, các ngươi ồn nhào điều gì vậy? Ông Aaron, ông Môsê đã đi lâu như vậy rồi, xin ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần mới để dẫn đầu chúng tôi. Trời ơi, các người không nhớ lời Môsê đã dặn sao? Chúng ta chỉ đồng thờ lại một phần Đức Chúa mà thôi. Ông Môsê và Thiên Chúa cứ bắt chúng tôi phải sống theo lề luật. Chúng tôi đã trẻ lắm rồi, các dân khác không sống theo luật lệ của họ cũng có chết đâu. Cuộc sống của họ còn sung sướng, dễ dãi hơn chúng tôi nữa. Đúng vậy, chúng tôi trẻ lắm rồi. Chúng tôi muốn được ăn chơi thoải thức. Ăn chơi! Thôi! Nhưng tóm lại, mẹ xin ông hãy cho chúng tôi một vị thần. Thôi được, hãy đem tất cả vàng bạc các ngươi có bỏ vào đây. Tôi sẽ đúc cho các người một vị thần như ý các người hằng mong muốn. Xin Ngài nhớ lại lời đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Xin Ngài thương đừng giám phạt dân Ngài. Được rồi, vì lòng thương xót của ta và vì lời ta đã hứa, ta sẽ không giám phạt trên chúng. Con tạ ơn Ngài, lạy Thiên Chúa của con. Môsê xuống núi mang theo hai bia đá do chính tay Thiên Chúa khắc những lề luật của Ngài. Từ xa, ông đã nghe tiếng dân chúng reo hò thờ lạy bê vàng. Aaron! Aaron! Là tôi ơi! Tại sao ông lại để dân này phạm tội tày trời như vậy? Dừng lại! Tất cả hãy dừng lại ngay!
Anh em đã quên những kỳ công Thiên Chúa làm để giải thoát anh em rồi sao? Tại sao anh em lại phản bội Trung Quốc mà quỳ xuống sụp lại vật vô tri vô giác này? Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 10 điều luật của người, nhưng giờ đây chúng ta chẳng xứng đáng đón nhận. Tại sao anh em lại làm vậy? Vì ông ở trên núi lâu quá, chúng tôi tưởng ông bỏ đi luôn rồi. Tôi đi thỉnh thí Đức Chúa cho anh em đấy thôi. Chính Chúa sai tôi dẫn anh em ra khỏi Ai Cập. Làm sao tôi có thể bỏ anh em khi chưa đến được miền đất mà Thiên Chúa đã hứa? Chúng tôi đã phạm tội, xin ông cầu nguyện cùng Chúa để Ngài tha tội cho chúng tôi. Chính tôi đã như một chiều lòng lớn mà đúc cho con quê và ngày mai. Tôi của tôi thật đáng chết. Nếu xin đâu mô xê cổ nhiệm của Chúa, xin Ngài thay tội cho tôi. Anh em đã phạm tội quá lớn, nhưng giờ đây anh em hãy ăn năn sám hối, cầu xin Thiên Chúa thương xót mà tha thứ cho anh em. Ai còn muốn tin vào Thiên Chúa và tuân giữ lề luật của Ngài thì hãy lên tiếng tuyên xưng. Tôi tin. Tôi cũng tin. Chúng tôi tin theo ông, xin ông hãy cầu xin Chúa cho chúng tôi. Trải qua bao khó khăn gian khổ, Môsê đã đưa dân ra khỏi ấp nô lệ Ai Cập. Ông chính là hình ảnh tiên báo trước về Đức Kitô, đấng sẽ đến giải thoát con người khỏi ấp nô lệ của tội lỗi. Lịch sử cứu độ là một chuỗi giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự phản bội của con người và tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Từ sâu thẳm tâm hồn, con người vẫn lòng khát khao mong chờ ngày Thiên Chúa cứu độ, như lính canh mong đợi hừng ca, như nai rừng khát mong suối nước, như đất khô đợi chờ trời mưa. Nguyện xin Chúa hãy đến giải thoát dân nào trong chốn lưu đầy đang xót xa ngập người. Nơi quê người hằng tha thiết van nài và mơ ước sớm thấy ngày Chúa. Đến thời sau hết này, Thiên Chúa
với con người ngoại trừ tội lỗi. Và để chuẩn bị cho ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã chọn Maria và Giuse là những người cộng tác trong công việc trần cứu độ của người. Maria duyên dáng, thật thà, trong sáng, Giuse hiền lành, chất phác, đơn sơ. Bắt đầu kết ước là bắt đầu cho đoạn đường thử thách cam go. Tình yêu không chỉ kết ước một lần là đủ, nhưng cần minh định lại mỗi ngày. Maria và Giuse đã đến ước với nhau bằng tình yêu sâu đậm trong trái tim nhân loại để chung lối đường của thánh ký Thiên Chúa. Đó là một con đường gian nan phía trước mà họ cần đi qua để nghiệm thấy tình yêu Thiên Chúa. Giuse kết ước với Maria trong ước nguyện gìn giữ Maria thiết chân, nhưng Thiên Chúa lại có một kế hoạch khác cho cả hai người. Một hôm, Thiên Chúa sai sứ thần đến báo tin cho Maria. Tôi diễm phúc vì Đức Chúa đã làm cho tôi muôn điều.
một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Giuse. Vậy hoặc Chúa xót, Giuse tự hỏi tại sao Thiên Chúa không gìn giữ Maria khỏi những bợn nhơ của thế trần. Tại sao Maria lại thất hứa với lời ước nguyện của chính mình? Và tại sao Maria lại bội phản với tình yêu mà Giuse đã từng trân trọng? Lời cam kết có nghĩa lý gì khi gặp sự phản bội? Những suy nghĩ ấy cứ rằng xé tâm hồn Giuse. Lạy Chúa, bây giờ con phải làm gì? Với trí hiểu hèn mọn của con không thể hiểu được chuyện này. Con tin Maria đoan trang đức hạnh, nhưng làm sao con giải thích được cái thai cô ấy đang mang? Tố kéo cô ấy thì con không đành lòng, còn nếu sống với cô ấy, con cũng không biết phải sống sao. Chúa ơi, con thật bối rối. Con chỉ còn cách âm thầm tháo lui, vì thật lòng con không thể hiểu. Xin Chúa thương chỉ dạy cho con. Này Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì đứa con Maria đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Nàng sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Ta phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Giêsu, thiên sứ, Maria, đúng là sự thật rồi. Con xin cảm tạ Chúa đã báo mộng cho con. Con xin mong mắn thực thi ý Ngài. Maria và Giuse cũng đã trải qua những giây phút sống trong nghi ngờ và hiểu lầm. Nhưng các ngài đã biết lắng nghe nhau. Và nhất là các ngài đã hoàn toàn bỏ đi ý riêng mình. Một lắng nghe và thi hành ý Chúa, và để cho lời Chúa soi sáng dẫn đưa cuộc sống của mình. Gia đình hắn là một mẫu gương cho tất cả gia đình. Cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, những hiểu lầm. Nhưng điều quan trọng là mỗi người biết lắng nghe, biết thông cảm, chia sẻ và cùng nhau phân định để tìm ra điều Chúa muốn chúng ta thực hiện, hầu mong xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sống của Maria và Giuse thật êm đềm trong xóm nhỏ miền Nazareth. Cả hai đều mong chờ ngày đón con đầu lòng. Thế nhưng, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong toàn cõi Israel. Mọi công dân đều phải trở về nguyên quán để kê khai hộ khẩu. La 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 la. Tất cả chú ý, đây là lệnh tổng kiểm tra dân số của hoàng đế. Tất cả mọi công dân đều phải trở về quê hương để kê khai nhân khẩu, không được chậm trễ. Loa 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 loa, loa 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 loa. Sắc lệnh của hoàng đế vừa mới được ban hành, từng đoàn người lũ lượt trở về nguyên quán. Giuse và Maria cũng từ thành Nazareth trở về xứ Giu-đê, tới thành David gọi là Bethlehem để đăng ký đổ sổ bộ. Vì Giuse thuộc dòng dõi David, đường phố vào chiều cuối đông bước giá, Giuse và Maria cũng vừa tới Bethlehem. Đường còn xa lắm không? Em thấy trong bụng hơi khó chịu. Tới nơi rồi, Maria. Chúng ta lại xem quán trọ kia thế nào. Xin hỏi có ai ở trong không ạ? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ có, xin mời vào. Ông
không cần gì ạ. Tôi là khách đường xa, xin ông cho chúng tôi một chỗ trọ qua đêm, vì bạn tôi đã tới ngày sinh nở. Chỗ trọ thì vẫn còn, nhưng nói thật với ông, các phòng trong quẻ này giá hơi cao. Dạ, cao là bao nhiêu ạ? Một ngày đêm là 5 nén. Xin lỗi, ông có phòng nào rẻ hơn không? Vì chúng tôi chỉ có 1 nén cho những ngày ở đây. Chỗ tôi không có thói quen trả giá. Thôi, mời ông về đi chỗ khác cho, để nghèo là còn không biết phận. Xin ông thương giúp cho, tôi sao cũng được. Nhưng còn vợ tôi, cô ấy có lẽ sẽ ở cữ đêm nay. Đến nghèo là còn xui. Thôi, đi cho tôi đóng cửa. Hèn ơi, lòng người thật bạc bẽo, không quán trọ nào muốn tiếp rước chúng ta, vì chúng ta nghèo nàn. Con tìm đâu ra một chỗ nghỉ cho con Chúa Thánh Trần? Con xin phó thác tất cả vào tay Chúa, xin Chúa định liệu cho con. Maria, anh xin lỗi, không có quán trọ nào cho chúng ta trọ cả. Không sao đâu, Giuse, đừng lo lắng quá, em vẫn ổn. Hai ông bà không tìm được chỗ trọ phải không? Bà nhà đây lại sắp đến ngày sinh nở, thật tội nghiệp. Đằng kia có một cái hang lừa, nếu ông bà không ngại thì có thể vào đó nghỉ tạm qua đêm. Tôi về thu xếp ít việc rồi sẽ đến giúp ông bà. Vâng, có chỗ để tránh mưa gió là tốt lắm rồi. Chúng tôi cảm ơn bà nhiều. Và rồi đêm ấy, giữa trời đông lạnh và rét buốt, trong hang lừa nơi làng Bethlehem, con Chúa Trời đã sinh xuống cõi đời. Ngài sinh ra trong hoảnh cỏ tanh hôi, chiếu ngoài nằm là cỏ rơm khô héo. Ngài sưởi ấm bằng hơi thở của bò lừa. Một lòng xin vâng cao cả, một lòng khiêm hạ thầm sâu, Ngôi Hai đã xuống thế làm người, để con người được trở nên con Thiên Chúa. Từ nay, Thiên Chúa không cần dùng một trung gian nào khác, nhưng Ngài đã sai người con một yêu dấu của Ngài xuống trần gian, chung chia thân phận với loài người, hiệp hành và dẫn dắt họ về với suối nguồn của tình yêu là chính Thiên Chúa. Người dành cha
God.